Hoa sứ Lydia chào cả nhà ha. Hôm nay thì bên vườn em giới thiệu cả nhà mình 18 cây sứ thái ghép. Cây ghép thông thường và cây hàng VIP luôn. Giá cây em bán hôm nay có giá từ 100 ngàn cho đến 500 ngàn một cây. Đơn hàng em gửi đi á, là 200 ngàn trở lên mới gửi nha cả nhà. Em gửi cây đường xe Tô Châu vào đường Bưu Điện nha. Đi Tô Châu gửi từ Bình Dương đổ về miền Tây, ra đến Phú Quốc luôn ha, là ship Tô Châu rồi đi xe để nguyên chậu cho mình á. Còn đi Bưu Điện thì cây sẽ nhổ ra, rửa sạch đất, đóng thùng, hàng giao tận nhà. Em có cây số 1. Số 1 là một cây dáng nằm, ghép giống ngọc như ý, hoa năm cánh, màu vàng có phớt hồng. Cây dáng nằm 6 bo 150 ngàn. Số 2 là cây hàng VIP. Đây, cây hàng VIP này nha. Ghép hồng chi, hồng chi 4 lớp trắng viền hồng. Cây 6 bo 450 ngàn. Số 3, mảnh lông 3 4 lớp màu vàng viền hồng. Đây, mảnh lông 3 mới vừa bung nhẹ ra nè cả nhà. Hoa 4 lớp màu vàng viền hồng thế này nha. Cây 8 bo 500 ngàn. Những cây hàng VIP của bên em thì để cái tựa nó ra khá là dài luôn, em mới đưa ra bán cho mình nè. Là như thế này mình đóng hàng đi xa rất là an toàn. Rồi, 500 ngàn cho cây mảnh lông 3 8 bo. Số 4 á, là ghép vinh hoa. Vinh hoa 3 lớp hồng sọc tím. Giống này hoa cực kỳ rộ luôn. 11 bo 150 ngàn. Số 5, trà mi 5. Giống này hoa xay to lắm nha cả nhà. 6 bo 150. Số 6, lưỡng nghi 5 cánh. Đây, lưỡng nghi. Cây lưỡng nghi giống này, nói chung vườn em làm những cái dòng 5 cánh, em chọn những cái giống mà hoa rất là rộ mới đưa ra làm cho mình có hàng chơi, dạng hàng rộ nha. Nên mình cứ yên tâm mà chọn những cái giống 5 cánh của bên vườn em làm ra. Rồi, lưỡng nghi 9 bo 150 ngàn. Số 6. Tiếp số 7. Số 7 là ghép hai màu quyết thắng 3 lớp đỏ đậm luôn. Và đây, cái đang ra nụ là của màu tím than. Cây ghép hai giống phối cái màu tím than là nó đứng chính giữa nè cả nhà. Cây 7 bo, 6 bo quyết thắng, 1 bo tím than, 150 ngàn. Số 8, an lạc, một giống có hương thơm. Hoa của nó 3 lớp nền vàng cam, cánh viền hồng nè, có hương thơm nha. An lạc 10 bo, 150 ngàn. Cây an lạc này thì có một bẹ này mới bắt đầu chớm vô san hô nè, 150 ngàn. Số 9, Lip Green 4 lớp đỏ đậm luôn. Đỏ đậm cánh có lem lem trắng thế này nha cả nhà. Cây Lip Green 10 bo 130 ngàn. Số 10, Cẩm Chướng 3 lớp trắng cánh viền tím. Cây Cẩm Chướng 8 bo 150 ngàn. Cây vô chậu C10 của bên em là nó có hoành từ 55 đến 65 tùy theo cũ nha. Còn những cây mà đi Bưu Điện em nhổ ra, em cân ký thử á, mỗi một góc chậu C10 của bên em là cây cũ nó dao động từ 4kg đến 5kg ngoài. Tiếp số 11, 11 Ruby 5 cánh màu đỏ. Đây, Ruby 8 bo 150 ngàn. Số 12, Phúc Tấn 3 lớp màu hồng có cái sọc hồng đậm, cây 9 bo 150. Phúc Tấn thì củ rất là to luôn nè cả nhà. Củ to, tàn bung ra tròn nha. Cái giống này là hoa cực kỳ rộ. 150 ngàn, 9 bo. Tiếp số 13, Hồng Lila 4 lớp màu hồng, cây 5 bo 120 ngàn. Củ này to mà nó bị cái chạy đây nè, nên em bán giá 120 nha cả nhà. Số 14, Thu Thủy 10. Thu Thủy 10 là giống hoa chuyển màu, hoa 3 lớp
ban đầu nó mới nở ra thì cái nền nó màu vàng nha, vàng có cái sọc hồng, nở vài ngày nó sẽ chuyển sang màu hồng. Cây chín bo 150.000. Cái củ này cái hình hơi quái quái nè. Đây, cái củ nó nè, em vô chậu C10 cái nó bè ra tới đây luôn, chật cái chậu này luôn rồi nha. Ở đây nó có cái phần eo. Số 15. Ngọc Hiển 5 cánh màu vàng. Cây 5 bo 150.000. 16. Duyên dáng tím là hoa màu tím, giống này hoa chùm cực kỳ rộ luôn. Duyên dáng tím 6 bo 150.000. 17. Diệu Châu. Cây 4 bo cũ hình quái. Đây, cũ đây hình quái nha. Củ này về mình sang qua cái chậu sành xinh xinh để ban công rất là đẹp luôn. Cây 4 bo 120.000, một giống hoa đẹp nữa cả nhà, Diệu Châu. Số 18. Kim Ngọc 7. Kim Ngọc 7 này hoa chuyển màu nè. Nó mới vừa bung nhẹ ra nè, nãy em thổi cho mình xem hoa nó. Nó ban đầu á là nó nền vàng nha, cánh có lem lem thế này đây ạ. Nó nở vài ngày thì nó sẽ chuyển sang nền màu như thế này ạ. Cái này là do mưa gió quá trời, mưa bão mưa ngày đêm nên cái bông nó te tua luôn. Kim Ngọc 7 5 bo 100.000. Cái giá em nói đây là giá cây em bán thôi nha cả nhà, còn cái phí ship là do cả nhà mình mua, người mua là cái phí ship là do người mua mình tự chi trả nha. Trời ơi, nghe ở xóm nó hát karaoke đi mà đầu óc bấn loạn luôn, nói nhầm luôn á. Hát gì mà nó hát ngày hát đêm. Rồi, cả nhà mình mua 10 cây em sẽ tặng cho mình một cây làm quà, mua 5 cây em tặng nửa ký phân hữu cơ ha. Cả nhà mình xem trong video này, nếu yêu thích cây nào cứ gọi theo số máy 0981813055 ha. Số đó em có xài Zalo luôn. Video nào thì em đăng lên, em cũng có nói số điện thoại và có góc màn hình em cũng để cái số điện thoại đó luôn cho mình xem mình gọi nha. Có nhiều khách vô nói sao đăng bài mà không để số điện thoại. Lúc nào em cũng có để số điện thoại, cả nhà xem kỹ giúp em nha. Dạ, chúc cả nhà có buổi tối ngắm hoa vui vẻ ạ.